Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi video của Ánh Sao Vàng. Chúc quý vị một ngày tràn ngập niềm vui. Quý khán giả thân mến, được đánh giá là một thương hiệu mới, VinFast đã có những bước khẳng định đầu tiên trên thị trường bằng các dòng sản phẩm xe điện ưu việt. Mở đầu công cuộc định vị thương hiệu, VinFast cho ra đời VF-E34, mẫu SUV điện đầu tiên với những ưu điểm vượt trội về động cơ cũng như nhiều tính năng mới lạ. Bên cạnh đó là những chính sách ưu đãi vô cùng hấp dẫn dành cho khách hàng. Đặc biệt là chính sách thuê pin của VinFast áp dụng cho khách hàng khi mua ô tô điện VF-E34. Thay vì bán xe kèm pin như những dòng xe khác trên thị trường, đó là lý do vì sao mà VinFast nhận được gần 4.000 đơn đặt hàng mẫu xe ô tô điện này chỉ trong 12 giờ mở bán chính thức. Bất chấp nhiều ý kiến trái chiều, mới đây, tuần báo ô tô số 1 của Bắc Mỹ đã có những đánh giá hết sức tích cực về chính sách thuê pin của VinFast. Vậy chính sách thuê pin của VinFast được quy định như thế nào và tại sao nó được đánh giá cao? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video. Chính sách thuê pin của VinFast. Pin được xem là trái tim của các loại xe điện, bao gồm cả ô tô và xe máy. Bởi cấu tạo động cơ của các loại phương tiện điện đơn giản hơn so với xe chạy nhiên liệu hóa thạch, xăng, dầu, khí. Trong đó, pin ô tô điện VF-E34, mẫu ô tô điện thông minh đầu tiên tại Việt Nam đang được quan tâm hơn cả. Hãy cùng tìm hiểu những thông tin chi tiết về pin ô tô điện VinFast. Loại pin được sử dụng trên xe ô tô VF-E34 là pin lithium-ion. Đây là loại pin rất phổ biến trên các dòng xe điện cũng như các dòng sản phẩm công nghệ trên thế giới hiện nay nhờ tính ổn định và công suất cao. Được sản xuất theo tiêu chuẩn chống nước IP67, pin lithium-ion trên xe VinFast E34 có tổng dung lượng là 42 kWh. Khi pin được sạc đầy, xe có thể di chuyển quãng đường khoảng 285 km theo chuẩn NEDC. Với chế độ sạc nhanh, VF-E34 có thể đi được khoảng 180 km sau khoảng 18 phút sạc. Đối với chế độ sạc thường, pin xe VF-E34 sẽ đầy sau khoảng 8 giờ sạc. Đối với ô tô điện VF-E34, khách hàng có thể thuê pin với các chính sách đột phá thay vì mua pin. Thuê bao hàng tháng với pin ô tô điện VinFast là 1.450.000 đồng cho quãng đường tối đa 1.400 km với mức di chuyển trung bình hàng tháng ít nhất của một ô tô. Nếu di chuyển qua quãng đường 1.400 km, khách hàng trả thêm 998 đồng mỗi 1 km. Theo giá điện sinh hoạt bậc 5 hiện tại, 3.117 đồng mỗi 1 kW và mức tiêu hao năng lượng trung bình 13,4 kW trên 100 km theo chuẩn NEDC. Chi phí tiền điện sạc xe ước tính là 484 đồng mỗi km. Tổng cộng, chi phí thuê pin và sạc điện là 1.482 đồng mỗi km. Chế độ thuê pin của VinFast giúp khách hàng tiết kiệm chi phí mua xe. Bên cạnh đó, do không sở hữu pin mà chỉ sở hữu xe, khách hàng hoàn toàn có thể an tâm trong quá trình sử dụng vì VinFast cam kết chịu mọi rủi ro về chất lượng và tuổi thọ pin. Khi khả năng tiếp nhận sạc của pin giảm xuống dưới 70%, VinFast sẽ đổi pin mới cho khách hàng. Phân tích dưới góc độ kinh tế, ông Nguyễn Phú Thành Nhân, giám đốc công ty khai thác và phân tích dữ liệu kinh tế cho rằng sử dụng xe điện cần nhìn thấy điểm lợi dài hạn. Theo ông, riêng xe ô tô điện càng sử dụng, người dùng càng có lợi bởi các yếu tố từ chi phí nhiên liệu tới bảo dưỡng đều tiết kiệm hơn xe sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Nghiên cứu của Hội đồng Quốc tế về Giao thông sạch ICCT tại Na Uy, Đức, Pháp, Anh và Hà Lan trong 4 năm đã chỉ ra, chi phí với xe điện thấp hơn đáng kể lên tới 27% so với các loại xe chạy bằng xăng, dầu và cả các loại xe lai sử dụng cả xăng, cả điện. Cụ thể tại Việt Nam, xe ô tô điện VF-E34 có thể đi quãng đường khoảng 285 km sau một lần sạc. Theo chuẩn NEDC, trung bình người dùng cần sạc đầy khoảng 5-6 lần mỗi một tháng, tương đương quãng đường di chuyển khoảng 1.400 km. Hệ thống pin của VinFast công suất là 42 kWh, đồng nghĩa một lần sạc đầy tiêu tốn khoảng 42 số điện. Như vậy, tổng cộng một tháng, người dùng trung bình dùng hết hơn 200 số điện, chi phí khoảng 550.000 đồng mỗi tháng. Đối với điện bậc 5, khi tính thêm tiền thuê pin ô tô điện mỗi tháng, tổng chi phí cần chi trả về nhiên liệu với xe điện sẽ vào khoảng 2 triệu đồng, mức chi phí tương đương với người sử dụng ô tô chạy bằng xăng, dầu với cùng một quãng đường di chuyển. Thêm nữa, chi phí bảo dưỡng xe điện cũng không phải là điều đáng lo ngại.
ô tô điện thường được kết cấu đơn giản, ít bộ phận và đặc biệt không có quá trình đốt cháy. Bên cạnh đó, tuổi thọ của xe điện sẽ dài hơn rất nhiều bởi không có sự rung động từ hàng trăm những cú nổ trong piston để tạo động lực đẩy như xe chạy bằng xăng dầu. Chuyên gia Lê Thảo Phú cho rằng ô tô điện có chi phí tiết kiệm hơn xe chạy bằng xăng hoặc dầu. Riêng với người dùng Việt, điểm lợi còn trồng thêm lợi với những chính sách thuê pin ô tô điện đảm bảo cho VinFast. Chính sách thuê pin ô tô điện mà VinFast đưa ra cũng hoàn toàn phù hợp với xu hướng chung trên thế giới khi muốn chinh phục khách hàng sử dụng dòng xe điện để bảo vệ môi trường. Báo ô tô Bắc Mỹ nhận định gì về chính sách thuê pin của VinFast? Tuần báo ô tô số 1 Bắc Mỹ vừa có bài viết đánh giá đầy lạc quan về lợi thế cạnh tranh của VinFast. Đó là việc áp dụng mô hình cho thuê pin độc đáo, vừa giúp xóa bỏ nỗi lo của khách hàng, vừa đưa chi phí sở hữu xe điện về mức hợp lý. Giải pháp độc đáo tạo tiếng vang lớn. Tuần báo Automotive News đánh giá, dù mới bắt đầu thiết lập các showroom tại thị trường Canada, nhưng hãng xe điện đến từ Việt Nam đã tạo ra chấn động với người tiêu dùng nhờ chính sách cho thuê pin độc đáo, được áp dụng cho cả VF8 và VF9. Đây là hai mẫu SUV vừa được mở bán trên toàn cầu tại triển lãm CES vào tháng 1 năm 2022 và dự kiến sẽ đến tay của khách hàng vào cuối năm nay. Automotive News dẫn lời của ông Huỳnh Dư An, giám đốc điều hành VinFast Canada cho biết, VinFast đã thu thập ý kiến của khách hàng về chính sách thuê bao pin bằng cả phương pháp định tính và định lượng. Các kết quả nổi bật cho thấy khách hàng đánh giá mức giá xe VinFast là mức hấp dẫn trên thị trường. Đồng thời, họ cũng đánh giá cao những chính sách hỗ trợ khách hàng mà chính sách thuê pin mang lại. Tuần báo ô tô số 1 Bắc Mỹ cũng dẫn lời của Michael Vorden, nhà phân tích ô tô Global Data, công ty phân tích dữ liệu có trụ sở tại London của Anh, đánh giá chiến lược cho thuê pin của VinFast sẽ mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng. Rõ ràng, những chiếc ô tô điện này có khối pin lớn và đắt tiền, Vorden nói. Với những mẫu xe cao cấp và đắt tiền, việc tách pin ra khỏi giá bán nhằm mang đến giá thành hợp lý là một cách làm rất hay và ý nghĩa. Cũng theo Vorden, gánh nặng tài chính khi phải chi trả cả một khoản tiền lớn để sở hữu pin sẽ được xóa bỏ khi khách hàng chỉ phải thanh toán một khoản chi phí thuê bao hàng tháng. Hiện nay, chính phủ Canada dự kiến sẽ mở rộng danh sách các loại xe đạt chuẩn không phát thải. Một động thái sẽ tăng thêm cơ hội tiếp cận của khách hàng xứ sở Lá Phong với các sản phẩm xe điện thương hiệu Việt. Tuy nhiên, chiến lược bán hàng của VinFast không chỉ dựa vào các ưu đãi của chính phủ, ông Dư An nói với Automotive News. Ưu đãi có thể hỗ trợ một lượng người tiêu dùng nhất định, nhưng chúng tôi sẽ có một dải sản phẩm dẫn đầu thị trường dành riêng cho khách hàng. Lợi kép từ chính sách thuê pin. Theo thông tin được công bố tại Mỹ vào hồi tháng 1 năm 2022, bà Lê Thị Thu Thủy, Tổng Giám đốc của VinFast Toàn Cầu, cho biết chi phí thuê pin hàng tháng sẽ tương đương với tiền xăng mà người dùng phải chi trả cho số cùng số km di chuyển. VinFast cũng sẽ thay pin miễn phí cho khách hàng nếu dung lượng giảm xuống dưới 70%. Việc tách riêng chi phí pin sẽ giúp VinFast đưa giá bán xe điện về gần mức giá của các mẫu xe động cơ đốt trong cùng phân khúc. VinFast cũng sẽ chinh phục được nhiều khách hàng hơn khi xóa bỏ hoàn toàn nỗi lo về chi phí thay pin khi sở hữu xe lâu dài. Đặc biệt, chính sách thuê pin cũng không ảnh hưởng hay làm giảm giá trị khấu hao của những chiếc xe điện VinFast. Ngược lại, xe điện bán kèm pin sẽ bị khấu hao nhiều hơn vì phải khấu hao cả pin, giá trị của pin cũng rất lớn nên thiệt hại của khách hàng là lớn. Còn với VinFast, giá trị của pin là không đổi vì nếu khả năng sạc xả của pin dưới 70% thì khách hàng sẽ được đổi pin miễn phí, ông Huỳnh Dư An khẳng định. Vị đại diện của VinFast cũng cho biết hãng đang xây dựng chính sách mua lại xe VinFast đã qua sử dụng để khách hàng thấy rõ ưu việt của chính sách cho thuê bao pin. Chuyên gia Vorden đã đánh giá, giải pháp cho thuê còn giúp nhà sản xuất quản lý và kiểm soát tốt hơn vòng đời của các pack pin thay vì phó mặc nó sau khi bán đứt cho người dùng. Điều này giúp khách hàng yên tâm rằng pin xe của họ sẽ được tái chế đúng cách và sẽ không bị lãng phí hoặc kết thúc vòng đời ở một bãi rác nào đó. Chính sách thuê pin chắc chắn sẽ là một lợi thế bán hàng của VinFast. Vorden phân tích, showroom của VinFast tại hai trung tâm thương mại ở khu vực Toronto cũng như các cửa hàng ở Vancouver và Montreal dự kiến sẽ mở cửa trong vài tháng tới. Theo kế hoạch, đến cuối năm 2023, hãng xe Việt sẽ mở hàng chục showroom và xưởng dịch vụ trên khắp Canada.
Với những lợi ích tuyệt vời này, chính sách thuê pin của VinFast đã góp phần phá bỏ rào cản của khách hàng với việc sử dụng xe điện. Bên cạnh đó, chính sách này còn thể hiện tinh thần hướng đến một tương lai xanh với việc sử dụng các phương tiện bảo vệ môi trường. Quý vị có đồng tình với những đánh giá tích cực về chính sách thuê pin của VinFast không? Hãy chia sẻ cảm nhận và góp ý của các bạn xuống phần bình luận. Video đến đây là kết thúc. Nếu quý khán giả thấy hay và ý nghĩa, nhớ tặng admin một like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những thông tin bổ ích. Xin mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo.